Anh em bọn tao không biết tất cả chúng mày là bọn nào, nhưng nếu mày dị nghị thì mời mày gọn vào. Nếu bọn tao mà không tiếp tục rap, không hip hop, không ồn nào, chỉ còn tao, tất cả sẽ có kết cục khác lý do. Smoking marijuana, Mary, drinking margarita. Ngày bọn tao ngồi trà đá, chỉ với thằng cùng với bao vina. Khuất cười thằng nói, thằng ngồi cắm đầu vào iPad. Có thằng no thằng đói, thằng đến đêm còn trái hè. Mấy thằng bọn tao chơi với nhau từ khi còn nhỏ. 12 giờ đêm, mắt thằng nào thằng đấy vẫn còn đỏ. Đã từng ẩu đả, từng trải qua biết bao nhiêu khốn khó. Mỗi một ngày đều như bọn tao thì chất xám của mày hết tốn đó. Rap vào tầng sâu trong tiềm thức, fuck. Lời nhạc vẫn luôn là hiện thực, vì popo còn đang gây phiền phức. Không tránh khỏi những ngày có chuyện bực, nhưng bọn tao vẫn giữ được chất riêng. Nhạc 16 chưa lần nào mất điểm. Hải Phòng mãi luôn lại vùng đất thiệt, nơi tạo sinh tạo mặc công hiến. Tao là ba quy chơi rap như nó. Anh em thân quen nhau từ nhỏ, khi ba thằng homie của ba quy đã ra đi, có những thằng với rap thì cũng đã từ bỏ. Tài năng bọn tao đây là tự có, âm nhạc bọn tao đây là tự do. Nên trên đường đi biết bao nhiêu sự cố, mấy thằng em theo tao là tự do. Nói đéo thằng nào mà tao phải dụ dỗ. Rap game bọn tao khiến mày lu mờ. Nó sai này một tay bọn tao đã thu nhỏ. Phương tao điều luyện từ khi mày còn đang ú ớ. Bọn tao muốn cứ để đẹp như mơ, muốn anh em lướt qua từ khu phố, rồi một ngày đẹp trời lại cùng chạy sâu trên đất thủ đô. Sau đó anh rồi em lại loanh quanh hàng đêm đêm. Mọi người nhanh và xem nhà người toanh toanh, gửi để tên trên là anh em lại loanh quanh hàng đêm đêm. Mọi người nhanh và xem nhà người toanh toanh, gửi để tên trên là anh em bọn tao không biết tất cả chúng mày là bọn nào, nhưng nếu mày dị nghị thì mời mày gọn vào. Nếu bọn tao mà không tiếp tục rap, không hip hop, không ồn nào, chỉ còn tao, tất cả sẽ có kết cục khác lý do. Đến Quang Trung, giải rác được nóng ta khoanh vùng, vẫn phong thái, sống ung dung. Yeah homie lên đi, cũng có những cuộc hẹn mà không phải báo trước. Một vài thằng nhỏ thích buông lấy láo sượt. Thằng anh em tao bị rơi vào cáo buộc, là những nỗi sợ khiến nó phải khiếp nhược. Ngày mai ra sao, chẳng ai biết được. Tiếp tục con đường bọn tao bước, thời gian trôi đi, không thể ước lượng, nhưng vẫn thực hiện những ao ước. Đôi lúc bọn nó nhắc tên tao, BeanCD mày nghĩ sẽ quên sao? Hey homeboy thứ bảy là của rap, hãy gọi cho tao vào bất cứ lúc nào. Lập trường ngay thẳng ngay từ khi bước vào game này, cùng anh em thân thiết giữa đám đông. Xixin là tâm điểm, âm nhạc đường phố thước đo là tâm huyết. Những thằng ngậm miệng ăn tiền như không biết, fake rapper thì thà câm điếc, cần vẫn cháy chân tay và luân phiên sống chung với rap, đó là thâm niên. Fuck.